gạo bò hay quá vậy. Thôi, vô. Quýnh nó dắp dắp trong kỳ rồi. Chưa hợp, hợp xíu rồi. Mua rồi. Có lý à. Em mà ăn chỉ tôi. Ăn rồi rồi à. Dạ. Rồi rồi. Ăn bao rồi. Mình cũng gõ gì nhưng mà mình giống như em tăng cái tempo lên á. Gõ luôn người ta. Đó là nhanh chứ không. Chứ em gõ, em gõ như vậy em gõ nhanh đó. Giống như lúc mình đang đứng nhìn đường hoa cha cha luôn. Sao không quên luôn. Đánh nhầm cổ không? Thôi luôn, thôi luôn. Cứ dạo dạo đi khúc rồi không? Đánh cho cha. Quên nào? Bán đi. Để bà em. Vô, ăn sung rồi. Dạo đi mà mày. Ngày đã tư xanh, việc đời đây
Ôi anh ơi, hai đứa đến nhìn nhau, nhớ lòng mình nghe ngào. Ngày mai đất xa anh lại gặp em. Anh đúng là đèn vàng hòa với sóng thôi. Em đang ngồi điếu rồi, cánh mùa vui, em quên tên anh rồi. Thôi thôi xin đừng nhắc chi chuyện xưa. 8 năm rồi chỉ là giấc chiếm bao. Chuyện ban đầu bạc trắng như voi, mai em theo chồng tài mang trăm chồng má tan cõi lòng. Chăm đỡ rồi vô liên khúc luôn nè, tập cái đoạn cái tiêu thôi. Trời ăn cái đấy đưa đưa tôi vào đám mây ăn chân. Nghèo tôi mới ra đây đây, đồ đã xây đuôi em. Đường dài hôm nay vắng tâm tôi, tình cờ quen gái cà ve. Vì nàng tôi mới ăn bay, tại giờ đây tôi phải đi đâu. Chào nè anh ơi. Ngày về 30 tháng 4 tôi đi về để xưa lặng lo. Tìm lại bóng dáng thân yêu của mẹ hiền đâu có nuôi con. Mẹ cầm tay con khóc than nói mẹ hiền trên mong yêu thương. Làm lại đi nhé con ơi, cho thế gian đừng chơi cười. Và từ khi tôi tìm thấy bóng người tình, một dòng đã cao quân nhân tìm lại bóng dáng thân yêu của mẹ đó là tôi thương làm liều hay không quá không cao và đầy đủ đứt hết con muối à. Cái gì vậy mày, nhưng chỉ là mơ đó anh. Bài đó anh chỉ hát ổn má tặng đi cho Nghĩa thôi. Ngày chỉ là mơ. Đó. Lúc anh thua em đi lấy người ta. Bùm bùm. Thôi vô đi. À sao mày sung ghê vậy? Dứt. Vô bàn thôi à. Càng quá cà động lên. Giúp vô miếng đi à. Alo nè, alo đây. Anh hết. Uống miếng bia vô anh lại. Lấy vô cái tắt luôn. Lấy lâu luôn thở. Đúng hết luôn rồi đó. Đêm còn bị bào tới giờ này nữa. Chuyện hết lên luôn rồi. Hôm qua 3 giờ sáng rồi đâu. 3 giờ, 3 giờ, 3 giờ, 3 mấy giờ đây. Giờ tới 3 giờ, 3 mấy giờ. Hôm qua cái ca nó xong rồi không? 3 giờ. Ca nó lị cái ga cuối vậy mà đậu má mình xăng rồi mình xăng rồi. Nó thiếu xăng ga cuối vậy. Hợp thì hợp hợp không? Phải không? Mình tính ra mình hát hay đâu mà nghe hát không? Đậu má hồi nó kêu thà đừng hát còn hay hơn. Vô vô ly cho nó phiêu á. Không. Vô bánh trà trà coi đâu. Trà 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 vô. Súng lên. Bữa nào cùng nhau hát vui lên. Không có hả? Không có hả? Đây mình làm bản ai? Cũng bị. Không có bị. Bên nhật kế nè. Đây đây nè. Ừ. Đây. Đây quay cho. Đây. Rồi, rồi. Mình chơi lắm mà. Sau đây anh Minh đặt liều sẽ hát khúc tặng cho anh Thận
Bạc Liêu sẽ giao lưu anh Thận Sài Gòn. Để đây anh Minh Bạc Liêu cạc Cầm Long đụ mày dưới ngay cổ. Cầm Long nè, chào không? Chai vô hỏi về này không? Bulego đi. Vô Bulego. Cho đó được mỗi khi xuân về nhớ thương mẹ cha, giờ con bị bắt ở chốn lao tù dài sớm thức khuya. Suốt 20 năm qua mẹ cha già nuôi con lớn, chết cha trên đôi vai, đôi vai này khổ vì con. Mẹ đã lo chu toàn cho cuộc sống con yên vui, chồng con bình an, giờ con đã hiểu nghĩa ơn sinh thành lớn vô bờ bến, giờ con chỉ ước cho cha mẹ sức khỏe an khang. Chứ thận trai như con thì ngại gì bao sương gió, nó chơi thua con chôn xong khóa này cũng về thôi. Vì tiếng thương cho mẹ già nơi quê nhà không có ai lo, mà ơn đau thì sao. Mẹ già nay đã tuổi già sức yếu, tóc bài theo màu mài, còn phải khóc cho thân bất hiếu lỡ trời vua vào đời. Chuyện đã lớn, hai mùa mưa tới con cũng quay về thôi. Đời đã thế vậy thì phải trả phụ tố đều như nhau rồi. Hai năm sau chung xong khóa này bước chân con về tới, về thăm mẹ cha cuối sinh cha mẹ hai chữ thứ tha. Thứ tha con ăn chơi làm cuộc đời con quán quê, nhớ công ơn sinh ra con nuôi dưỡng của mẹ cha, giờ gắng lo đi làm không đua đòi cuộc sống tha phương. Sao mà khổ trong dài dặm quá anh ơi. Hai mùa xuân sống trong dài dặm, xa mẹ cha và cả bạn bè, khốn sống buồn chiếc trần mùa xuân giao thường nhìn sắp khóc rơi. Xuân này trong lòng thật buồn, cha mẹ trong ngóng tên cũng được gà, sao thật lâu chẳng thấy con về. Đây mái nhà vẫn lần tình con giao thừa ngồi viết lá thư, xuân này con đợi ngày xuân sao. Đêm giao thừa con nhớ khi xưa mình lầm lỡ nên hôm nay đành nhung nhớ. Nhớ thương cha mẹ già sớm hôm lo cuộc đời không cho con mà người ta, thương cho thằng em nhỏ nghe thơ cầm tay má, mong cho anh con đường giảm ăn đó. Ăn anh con còn dài hến xuân anh lại về, nên xuân này anh đành phải trộn hai mùa xuân bước ra chạy dặm. Tâm linh thay giới và đền mau tháng ngày cách biệt quê hương, con về trả những má cha cho tròn phần làm con. Chị Quyền nhìn thấy chanh quá. Đêm buồn thao thức nhiều canh dài, muốn bứng tường cao nơi lao tù em có biết. Nhớ kỷ niệm xưa hai đứa ước hẹn hò, ước hẹn cùng anh
em chàng gái với con sòn, kiếm tiền cho em không thua sống người ta. Để rồi năm tháng cuộc trôi dần, đến rồi một hôm anh bị công an bắt, muốn gặp mặt em ôm chặt giấy phút sau cùng, nhưng cầm công kia siết cứng tay anh rồi. Gà tò kêu án năm năm tù, cúi đầu mà nghe sao trong lòng gợi nước mắt, muốn gặp mặt em trong giây phút sau cùng, nhưng cầm cọng kia xích cứng tay anh rồi. Giang hồ giang án cũng tương tàn, bố máu mình ra để kiếm tìm nơi danh tiếng, máu đỏ mình mãi ai chăm sống cho mình. Lúc mình giàu sang sao lắm bạn cùng chơi, trời ơi lạng luôn rồi không. Thôi lạng rồi. Được, lên nhanh lên nhanh lên nhanh lên má mình chơi buôn hay thuộc, em thuộc lúc nào căng lên đó má có gì đâu. Đồng lên buôn mau, buôn mau nhanh lên, lên nhanh lên đi khúc rồi ra luôn đi nhanh lên cho thử biết có. Bây giờ ca sĩ Minh gì? Minh Bạc Liêu trong đó cùng ca sĩ Thượng Sức Mạnh của Thượng Sài Gòn. Để cho em không kể vô cái thì anh chàng gấu bò. Chàng gấu bò hay á. Tại mới chơi á, chưa có hợp gơ. Hợp á, không rồi, vô rồi. Vô hãy subscribe.
chồng ăn được chờ ngày đã kêu ăn lòng anh thấy nhức nhối tâm tử mình ta đây ngồi nghe to phán rồi mười năm tu ở biết bao giờ gặp lại em nhớ nhớ lời chữ bày bắn anh ấy đón đưa em qua
sức cài cũng chơi cụ để tôi với bạn làm lời gái kể sẽ cảnh sang ngồi bạn ơi mau đi thôi dừng xe lại hỏi nhà mày đâu để tao đưa nó còn tại giấc đây vì mình là con ba phương thì mình vô sân chim ca ba làm đời con ba phương đâu cần ai đến thăm nuôi ngày hai buổi cháu mình lại gái đến sáng mai lúc bò hay cả ho mình còn ăn cho đỡ đói lúc khi con đang ngồi tù ngày mai sẽ được tự do quần ghim áo mới nôi dếm lâu 2015 về thăm bà lộn luôn hay không á lộn hoài lên nhanh lên tới thận nhanh lên chắc đây đừng nhanh anh Thận rồi anh Minh bắt đầu tới anh Thận Sài Gòn anh Minh đang giao lưu với anh Thận nha. Tôi đây chẳng chịu nghe, tôi cứ lâu răng
dâu dông sĩ quan lạc. Rồi một hôm công an nó ập vô đưa về trường cản tôi đây thật sám hối. Các bạn lớn chú đồng thầy không nghe chứ. Vì trong đầu giấc nên từng đêm cứ đau thân giao vô. Chẳng kiếm gì bạn bè tôi ca hát, tôi hát theo đều đến đi dài. Bạn thân tôi giờ đây còn lại đông còn bạn. Còn tôi hoàn toàn muốn sống qua đêm một dạng dạng. Rồi sau đó hai chúng ta cũng biết mặt. Rồi sau đó hai chúng mình là bạn thân. Tôi ca hát mang đến có gõ nhạc. Hai đứa chúng mình sao ăn ý ghê. Rồi sang sang hai đứa đi cướp giật rồi. Cầu quay mới là những nơi ăn chơi. Bạn thân ơi nếu có tâm sự buồn hãy đến nơi này để ta giống vui. Từ lúc đó không được nghe tiếng mẹ hiền. Mẹ nơi đó đang chờ một tin con. Mẹ yêu ơi con ngoại ra thảo pha rào chưa. Rồi này có bụi tre bắt đi cái thùng bê nó dày quá à. Cái thùng nó dày quá chứ. Vậy. Dạ em tên Bắc. Hả? Em tên Bắc. Bắc đi làm em kêu bắt heo. Anh ấy giờ xe còn mai anh lại lao không?